Đại gia phải chết Tamonina, nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay xin xuất gia. Từ Kaso đưa tin, hai người đàn ông có mặt trên thuyền cùng Tamonina là Romet và Po đã liên hệ với một ngôi chùa tại Thái Lan xin xuất gia để tạ lỗi với nữ diễn viên xấu số. Ngày 8 tháng 3, Tanapat, hay còn gọi là Hiropo, và Vaibon Chekananan, hay còn gọi là Robert, đã liên hệ với chùa Wat Thammai, tỉnh Samutsakorn, Thái Lan xin được xuất gia để tạ lỗi với nữ diễn viên quá cố Tamonida. Po và Robert là hai người bị kết tội sơ ý gây ra cái chết cho nữ diễn viên Tamonida. Trước đó, họ bị bắt khẩn cấp vào ngày 26 tháng 2 và được tại ngoại vào ngày 27 tháng 2 sau khi đại diện pháp lý nộp tiền bảo lãnh. Đại diện cơ quan điều tra chia sẻ với truyền thông, hai đối tượng Po và Robert đang tại ngoại và không có dấu hiệu trốn thoát. Do đó, họ có quyền xuất gia nếu các nhà sư cho phép. Đại diện cơ quan điều tra cũng tiết lộ, tính tới ngày 8 tháng 3, họ đã làm việc và lấy lời khai của 71 nhân vật có liên quan tới vụ tai nạn của nữ diễn viên Tamonida. Trong đó, cả 5 nhân vật cùng có mặt trên thuyền với Tamonida vào đêm 24 tháng 2 đã rút gọn lời khai, có dấu hiệu che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra dự kiến thông báo kết quả vào ngày 11 tháng 3. Cảnh sát cũng xin phép việc đệ đơn buộc tội ông Chop, một trong 3 người đàn ông có mặt trên thuyền vì mang theo rượu, có hành vi ném chai rượu, ly rượu xuống sông cho Praia. Theo cảnh sát, đây có thể được xem là tội che đậy hành vi sai trái của người khác. Ngày 8 tháng 3, ông Krishna Simbombimsai, luật sư của bà Banida, đã đến kiểm tra con thuyền mà nữ diễn viên và nhóm bạn sử dụng vào ngày xảy ra tai nạn. Ông Krishna Simbombimsai khẳng định, sau khi xem xét kỹ con thuyền, ông thấy nhiều điều bất thường. Ông nghi vấn về việc những người trên thuyền không biết Tamo rơi xuống nước dù kích thước thuyền khá nhỏ. Cũng trong ngày 8 tháng 3, Anna, người bạn thân và đồng thời là một trong 3 quản lý của nữ diễn viên Tamonida, cũng có 4 tiếng làm việc tại sở cảnh sát. Anna tiết lộ, trong buổi làm việc hôm nay, cảnh sát hỏi về mối quan hệ của cô với Tamo. Cảnh sát cũng hỏi về thói quen của Tamo và khả năng nữ diễn viên đi vệ sinh ở phía sau thuyền. Anna chia sẻ thêm về tình trạng hiện tại của Bip, bạn trai của Tamo. Theo Anna cho biết, tinh thần của Bip đã khá hơn và anh có kế hoạch nghỉ ngơi sau khi hoàn tất lễ tang cho bạn gái, dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 3 tới. Robert, nhân vật gây nghi vấn trong vụ tai nạn của Tamonida. Ngoài thái độ và những phát ngôn gây sốc của nữ quản lý Kuratis, người hâm mộ còn quan tâm tới một nhân vật gây nghi vấn có mặt trên chiếc thuyền cùng nữ diễn viên Tamonida vào đêm 24 tháng 2, đó chính là Robert, người điều khiển chiếc thuyền vào đêm xảy ra tai nạn. Theo tìm hiểu của truyền thông Thái Lan, Robert là một đại gia giàu có. Ông là người sáng lập ra công ty công nghệ Orisma Technolog. Đây là một công ty đi đầu trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến và là nhà cung cấp dịch vụ liên lạc trực tuyến tại Thái Lan. Robert cũng là người đứng sau các hệ thống tiếp thị online quan trọng cho các công ty lớn nhiều quốc gia. Ngày 6 tháng 2, sau khi thi thể của nữ diễn viên Tamo được tìm thấy, Robert và Bo bị cảnh sát ra lệnh bắt khẩn cấp vì 3 tội gồm chế phép sử dụng thuyền hết hạn, đi chạy khỏi khu vực sông được chỉ định trong giấy phép, có hành vi cẩu thả gây ra cái chết cho người khác. Robert thừa nhận mình là người điều khiển con thuyền định mệnh khiến Tamo tử nạn. Người này chia sẻ trong đêm định mệnh 24 tháng 2, chính mình là người điều khiển con thuyền với tốc độ 8 hải lý trên giờ, tương đương 14,8 km, con thuyền chao đảo khiến Tamo rơi xuống nước. Trước đó, người đàn ông này đã vắng mặt trong buổi phỏng vấn với truyền thông ngày 28 tháng 2 vì lý do sức khỏe. Sau đó, ông cũng từ chối tham gia thực hiện mô phỏng hiện trường vào ngày 1 tháng 3. Nhưng cuối cùng, buộc phải xuất hiện. Mới đây, Robert tiếp tục từ chối thực hiện khám nghiệm ADN trên tóc với lý do mới cái tóc.